Kính chào quý khán giả và quý bà con, Thiên Phước và Kim Quý rất vui khi được đồng hành cùng quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Hôm nay ngày 13 tháng 5, chương trình sẽ tiếp tục đem đến cho quý bà con những thông tin hữu ích và thiết thực liên quan đến tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng chú ý của quý bà con nông dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Dù Việt Nam không phải là đất nước có điều kiện tối ưu về nuôi bò, nhưng hiện sản lượng sữa Việt Nam đứng thứ hai trong ASEAN. Tổng đàn bò thịt của tỉnh Lâm Đồng chỉ phát triển được trên 86.000 con và mức tăng trưởng hàng năm không đạt chỉ tiêu. Mặc áo cho xoài xuất khẩu, nâng cao mẫu mã và chất lượng quả xoài. Con số hôm nay, bình quân mỗi người Việt tiêu thụ 0,9 đến 1 kg thuốc bảo vệ thực vật mỗi năm. Thưa quý vị và bà con, chương trình xin được bắt đầu với những thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp đáng chú ý. Quý bà con thân mến, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù Việt Nam không phải là đất nước có điều kiện tối ưu về nuôi bò, nhưng sẽ là một trong những cường quốc trong khu vực về sữa. Hiện đã có nhiều mô hình phát triển chăn nuôi bò sữa, điển hình là của Mộc Châu Milk đã tạo ra bước đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng hệ quy trình chăn nuôi bò sữa, từ đó đạt được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Hiện tổng đàn bò sữa của Việt Nam đạt 290.000 con, cho sản lượng khoảng 1 triệu tấn mỗi năm, đứng thứ hai trong ASEAN. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn nữa, gắn với du lịch, vươn tầm hội nhập thị trường quốc tế. Thưa quý bà con, phát triển song hành cùng ngành chăn nuôi bò sữa, bò thịt cũng là một trong những hướng chăn nuôi chủ lực, góp phần mang lại sinh kế, làm giàu cho nông dân nhiều địa phương trong cả nước. Theo kế hoạch đề án phát triển bò thịt cao sản tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020, thì hàng năm mức tăng trưởng của đàn bò phải đạt chỉ tiêu tăng khoảng 10%. Đến năm 2020, tổng đàn bò thịt trên địa bàn tỉnh đạt 100.000 con. Tuy nhiên, cho đến nay, tổng đàn bò thịt của tỉnh Lâm Đồng chỉ phát triển được trên 86.000 con và mức tăng trưởng hàng năm không đạt chỉ tiêu. Riêng chỉ tiêu đàn bò lai đạt tỷ lệ 75% tổng đàn bò thịt là có thể đạt được, do hiện nay số lượng bò lai đã đạt khoảng 60.000 con, đạt khoảng 69,5% tổng đàn bò thịt. Các địa phương có đàn bò thịt phát triển mạnh đó là các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà và một số huyện phía Nam. Được biết, nguyên nhân của việc không đạt kế hoạch đề án phát triển bò thịt là do quỹ đất dành cho đồng cỏ và chăn nuôi ngày càng thu hẹp, giá cả và đầu ra cho sản phẩm bò thịt còn bấp bênh, nên người chăn nuôi không mặn mà, thậm chí từ bỏ việc chăn nuôi bò thịt. Được biết, năm 2019, ngành chăn nuôi Lâm Đồng đề ra mục tiêu là phát triển tổng đàn bò thịt đạt trên 89.000 con, tăng 4% so với năm 2018. Cũng câu chuyện về chăn nuôi bò, thưa quý bà con, một mô hình sản xuất tại tỉnh Quảng Ngãi góp phần nâng cao chất lượng bò sinh sản rất đáng quan tâm. Sau hơn nửa năm thành lập và đi vào hoạt động, câu lạc bộ nuôi bò sinh sản ở thôn Phú Khương, xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã phát huy hiệu quả, giúp các hộ thành viên nâng cao chất lượng và giá trị thu nhập từ đàn bò lai. Cũng như nhiều hộ nông dân khác ở thôn Phú Khương, cuối năm 2018, chị Nguyễn Thị Ngọc tự nguyện gia nhập câu lạc bộ nuôi bò sinh sản. Thông qua các buổi tập huấn sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên trong câu lạc bộ, chị Ngọc được trang bị thêm nhiều kiến thức hữu ích trong việc chăm sóc, lai tạo và nâng cao giá trị thu nhập từ ba con bò sinh sản của gia đình. Gia nhập với câu lạc bộ là em học hỏi được nhiều như vậy, là chuồng trại là em làm xăng chai đồ cho bò đi tới đi lui, còn nước nông là em cũng làm ẩn đồ, nước sạch giếng trả lên bò uống đồ. Nói chung là nuôi rất là kỹ. Vừa rồi là em hơi con cá một con đực là em bán được 43 triệu. Riêng con đực nam tháng thôi em bán 20 triệu. Là người có thâm niên hơn 30 năm gắn bó với công việc nuôi bò, anh Phạm Trung Kiên càng thêm tự tin khi trở thành thành viên của câu lạc bộ nuôi bò sinh sản thôn Phú Khương. Hai con bò mẹ được anh Kiên chủ động nuôi nhốt với nguồn thức ăn chính là cỏ voi, bổ sung thêm bột bắp, cám gạo thay vì chăn thả ngoài môi trường tự nhiên như trước đây. Việc chăm sóc chu đáo cho bò mẹ, đặc biệt là ở giai đoạn mang thai, sinh con, giúp bê con sinh trưởng khỏe, tăng trọng nhanh, vì thế giá trị kinh tế cũng tăng theo. Tỉnh và huyện quan tâm hỗ trợ về các kỹ thuật để chăn nuôi bò sinh sản và chăm sóc bò bê con. Cái thứ hai nữa là tỉnh cũng quan tâm hỗ trợ cho đối với cái câu lạc bộ là được 4 cái máy xay nghiền thức ăn đa năng. Thành viên của câu lạc bộ là được thảo luận trong cái nội quy quy chế của cái câu lạc bộ. Câu lạc bộ nuôi bò sinh sản của xã Hành Tín Tây thành lập vào tháng 9 năm 2018. Bước đầu có 25 hộ ở thôn Phú Khương tham gia. Hộ nuôi ít là 2 con, hộ nuôi nhiều 5 con. Hầu hết đều là các giống bò lai xin, dê bu, jackman có tầm vóc trọng lượng lớn.
Cùng với việc chăm sóc đúng kỹ thuật, bảo đảm nguồn thức ăn đầy đủ và an toàn cho bò mẹ, các thành viên trong câu lạc bộ tiếp tục lựa chọn giống bò lai 3B để phối giống nhằm nâng cao chất lượng, giá trị của bê con. Quý bà con thân mến, được biết là hiện tại mỗi con bê giống 3B khoảng 5 tháng tuổi xuất bán tại địa bàn thôn Phú Khương có giá từ 15 đến hơn 20 triệu đồng, cao gấp 2,5 lần so với giống bò địa phương. Liên tục chương trình, mặc áo cho xoài xuất khẩu, nâng cao mẫu mã và chất lượng quả xoài. Con số hôm nay, bình quân mỗi người Việt tiêu thụ 0,9 đến 1kg thuốc bảo vệ thực vật mỗi năm. Chuyện nhà nông, quản lý và phát triển vườn ươm trên địa bàn Lâm Đồng. Thưa quý bà con, chương trình 365 ngày chuyển động xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin đáng chú ý liên quan đến thị trường giá cả sản xuất một số mặt hàng nông sản. Quý bà con thân mến, bước sang tuần đầu tiên của tháng 5, thị trường hồ tiêu và cà phê vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Theo ghi nhận giữa tuần đầu tháng 5 năm 2019, giá tiêu thế giới giao ngay tại sàn Koji, Ấn Độ tăng 300 ruby trên một tạ, tương đương 0,83% lên mức 36.300 ruby trên một tạ. Trong khi giá tiêu thế giới tăng gần 1%, thị trường trong nước vẫn trầm lắng. Giá tiêu tiếp đà đi ngang kéo dài tại hầu hết các địa phương trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Cụ thể, giá tiêu tại các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đứng giá là 46.000 đồng một ký. Song song đó, giá tiêu tại Gia Nghĩa, Đắk Nông ổn định ở mức 45.000 đồng một ký. Giá tiêu tại Ea Hờ Leo, Đắk Lắk cũng không đổi là 45.000 đồng một ký. Giá tiêu tại Đồng Nai đứng giá ở ngưỡng 44.000 đồng một ký. Tương tự, giá tiêu tại Bình Phước đi ngang là 45.000 đồng một ký. Riêng giá tiêu tại Gia Lai ổn định là 43.000 đồng một ký. Trong khi đó, giá cà phê tuần đầu tháng 5 2019 đi ngang tại hầu hết các địa phương trồng cà phê trọng điểm ở Tây Nguyên và miền Nam. Riêng giá cà phê tại Đắk Lắk giảm 100 đồng một ký. Thị trường giao dịch chậm. Giá cà phê cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk là 30.900 đồng một ký. Giá thấp nhất tại Lâm Đồng là 30.000 đồng một ký. Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7 2019 trên sàn London đã giảm 50 đô la Mỹ, tương đương 3,7%, xuống mức 1.295 đô la Mỹ một tấn vào cuối phiên giao dịch vừa qua. Trong phiên có lúc giá xuống chỉ còn 1.282 đô la Mỹ một tấn, thấp nhất kể từ tháng 4 2010. Thưa quý bà con, Brazil bắt đầu thu hoạch cà phê Conilon Robusta khiến nguồn cung trên thị trường càng chịu thêm áp lực dư thừa. Việc thu hoạch cà phê Arabica sẽ được bắt đầu trong vài tuần tới. Sản lượng cả hai loại dự báo sẽ đều cao, do đó thị trường cà phê trong thời gian tới dự báo sẽ chưa thể thoát khỏi xu hướng giá giảm. Xin được chuyển sang một thông tin cũng rất đáng quan tâm khác. Quý bà con thân mến, bà con nông dân vùng Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp vừa đón nhận một tin vui, đó là một doanh nghiệp khởi nghiệp vừa mở đường cho sản phẩm từ quả mãng cầu xuất sang Trung Quốc. Đây là lô sản phẩm từ quả mãng cầu sim đầu tiên của Việt Nam vừa được xuất sang Trung Quốc theo đường chính ngạch. Lô hàng xuất khẩu gồm 1 tấn mãng cầu sim sấy dẻo và trà trái mãng cầu sim có giá trị hơn 240 triệu đồng. Lô hàng này được chuyển đến cảng Cát Lái ở thành phố Hồ Chí Minh để xuất sang Trung Quốc. Dự kiến đơn hàng tiếp theo sẽ xuất vào tháng 8 năm nay. Trong những lần tiếp theo, công ty sẽ xuất 2 tấn mỗi chuyến hàng. Quý bà con thân mến, hiện nay nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng trong nước về sản phẩm trái cây nói chung, quả xoài nói riêng đang hướng tới chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thì yêu cầu đối với quả xoài hết sức khắt khe. Một trong những giải pháp thực hành nông nghiệp tốt mà người nông dân tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang triển khai là mặc áo cho quả xoài bằng cách sử dụng đeo túi bao trái để nâng cao mẫu mã và chất lượng quả xoài. Những ngày này, các thành viên gia đình ông Nguyễn Văn Soái ở bản Long Phú, xã Chiền Hắc, huyện Mộc Châu đang tất bật mặc áo cho 2 hectare xoài. Tôi thấy cái việc bọc xoài này là rất là hiệu nghiệm. Cái thứ nhất là nó không bị con vi trùng nó xâm nhập được. Cái thứ hai là sau khi rửa quả xoài ra thì nó có cái nhẵn bóng và được khách hàng người ta ưa chuộng hơn. Trước đây do giá xoài thấp nên các hộ nông dân không chú ý đến việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Do vậy, trái xoài thường bị ruồi vàng gây hại làm giảm giá trị. Trong 2 năm trở lại đây, các hộ nông dân được nhân viên Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp của huyện Mộc Châu hướng dẫn áp dụng thực hành kỹ thuật nông nghiệp Việt Gáp và đăng ký vùng xoài xuất khẩu năm 2019. Tất cả các bà con đã đăng ký cái mã vùng của tác xã thì ta phải làm đúng theo đúng quy trình. Từ cái làm cái đất rồi đến cái sổ nhật ký ghi chép rồi đến các cái nó kết hợp lại. Chứ không nó như ngày xưa mình làm cái truyền thống thì là thôi ai phun lúc nào thì phun. Sử dụng biện pháp này, lợi nhuận từ sản xuất xoài tăng hàng chục triệu đồng so với phương pháp canh tác truyền thống.
đồng thời giảm mạnh việc sử dụng thuốc trừ sâu bệnh, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất và tiêu dùng, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động. Và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. Bình quân mỗi người Việt tiêu thụ khoảng 1 kg thuốc bảo vệ thực vật mỗi năm. Thưa quý bà con, đây là thông tin theo báo cáo đánh giá của Hội Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ Thực vật Việt Nam. Theo đó, dù là vụ sản xuất nào, dù là cây trồng nào, thì thuốc bảo vệ thực vật vẫn luôn là mặt hàng nóng ở vùng nông thôn. Thống kê cho thấy, hàng năm ở Việt Nam, tương ứng với mỗi người là 1 kg thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng trên đồng ruộng. Hiện có khoảng 200 doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, khoảng 100 nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật và hơn 30.000 đại lý buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Đáng chú ý là thực sự chỉ có khoảng 15-20 doanh nghiệp chi phối kiểm soát hầu hết mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. 15 công ty hàng đầu kiểm soát xấp xỉ 80% doanh số bán ra. Các doanh nghiệp này cũng kiểm soát 71% lượng nhập khẩu thuốc trừ cỏ, 55-60% nhập khẩu thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh. Trong khi đó, theo khảo sát của Hội Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ Thực vật Việt Nam, chỉ có khoảng 30-60% nhóm đối tượng nông dân, đại lý thuốc và cán bộ bảo vệ thực vật cơ sở biết cách sử dụng đúng thuốc. Tại các tỉnh phía Nam, khoảng 38-70% nông dân sử dụng thuốc trừ sâu cao hơn mức đề xuất. Ở đồng bằng sông Hồng, nông dân áp dụng thuốc trừ sâu 5 lần mỗi vụ lúa, còn ở đồng bằng sông Cửu Long lên đến 6 lần mỗi vụ lúa. Quý vị và bà con thân mến, trong chuyên mục Chuyện ngành nông ngày hôm qua, chúng tôi có phản ánh về câu chuyện đầu tư sản xuất cây giống, đặc biệt là cây giống theo hướng công nghệ cao tại Lâm Đồng. Và trong chuyên mục Chuyện nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị bà con cùng đến với những thông tin cụ thể, thiết thực liên quan đến chủ đề này qua nội dung phỏng vấn ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng. Hiện nay thì công tác quản lý nhà nước đối với các vườn ươm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang diễn ra như thế nào ạ? Thì để thực hiện cái công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì Sở Nông nghiệp thường xuyên phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra đột xuất cũng như kiểm tra định kỳ để kiểm soát cái việc thực hiện đúng các quy định của nhà nước đối với các cơ sở sản xuất giống, trong đó là đặc biệt là việc đào tạo tập huấn cho các chủ cơ sở vườn ươm nắm được các quy định của nhà nước về sản xuất để thực hiện theo đúng quy định, đặc biệt là xử lý nghiêm những cái trường hợp mà thực hiện không đúng quy định, sản xuất giống kém chất lượng, không có nhãn mác bao bì, không công bố tiêu chuẩn chất lượng cơ sở. Đồng thời với việc đó thì thông qua các chương trình dự án cà phê thì có dự án VinSat hỗ trợ nâng cao cái năng lực của các cái vườn ươm tại các cái địa phương để cung cấp cái nguồn giống đảm bảo chất lượng phục vụ tái canh cà phê. Như vậy thì những tiêu chuẩn nào để có thể công nhận một vườn ươm là đạt tiêu chuẩn cơ sở ạ? Thứ nhất là phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh, sản xuất kinh doanh giống cây trồng, thực hiện các cái quy định về tiêu chuẩn vườn ươm theo các cái quyết định của đã được Ủy ban tỉnh ban hành. Thứ ba là phải khi sản xuất thì phải công bố tiêu chuẩn chất lượng, thì ba cái yếu tố chính đó, thì ngoài ra thì còn có các cái yếu tố về mang tính chất kỹ thuật, ví dụ như về cán bộ kỹ thuật, ví dụ như là nguồn giống gốc thì cũng phải tuân thủ các cái quy định. Vậy thì ông có những khuyến cáo như thế nào đối với bà con nông dân khi mà mua giống tại những cơ sở này để chúng ta tránh mua phải những hàng hóa kém chất lượng? Cái việc mà sử dụng cái giống cây trồng nó ảnh hưởng đến cái sản xuất, cái thu nhập của người nông dân rất là lớn. Đề nghị bà con nông dân nếu mà có đầu tư trong cái thực hiện chuyển đổi giống cây trồng, phải lựa chọn những cái đơn vị mà đã công bố tiêu chuẩn chất lượng các cơ sở và được Sở Nông nghiệp, trong đó là Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật, là ra thông báo tiếp nhận và có cái công bố cái tiêu chuẩn cơ sở của vườn ươm đó tại vườn ươm. Trong trường hợp nếu mà cần cái sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp thì có thể là đề nghị Sở Nông nghiệp hoặc là phòng nông nghiệp hoặc trung tâm nông nghiệp các địa phương xem xét về mặt pháp lý của các cái cơ sở này để mình ký hợp đồng mình mua, và quá trình mua giống nên có những cái hợp đồng hoặc là những cái giấy tờ chứng minh là việc mua cái nguồn giống tại cơ sở đó, và phải yêu cầu chủ cơ sở phải đưa ra xem cái công bố tiêu chuẩn và chúng ta đối chiếu với lại cái sản phẩm, cái lô giống nó có đạt được cái yêu cầu về chất lượng như trong cái công bố của cơ sở hay không thì chúng ta hãy mua. Đó, thì
Và trong trường hợp mà có những cái phát sinh thì về tranh chấp thì cũng có cái cơ sở để cơ quan quản lý có thể xem xét xử lý. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông. Quý bà con thân mến, nội dung vừa rồi của chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTVA@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633829930. Kim Quý và Thiên Phước rất cảm ơn tất cả quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.